Do vậy Na'Vi sẽ quyết định là những người khởi đầu bên phần T-side. Round thi đấu Pistol. Nào Prosus muốn có một tình huống đẩy tại khu vực mid để nhìn ra Water và Wonderful đã đi bởi một viên đạn USP. Ngày hôm qua Na'Vi bắn 4 cái Pistol, không thua một cái Pistol nào. Lại là King of Pistol đấy à? Vua lục, ngày hôm qua Na'Vi là vua lục. Thế thì lại phải đợi G2 với cả Na'Vi thôi. Cường Hoa Tê thì cũng bảo với tôi là G2 là vua lục, vua Pistol. Giờ thì quay trở lại đây, khi đấy cái tình huống mà cố gắng để có thể giao tranh ở khu vực mid này nó cũng chuẩn bị được diễn ra. Outside B không đẩy, A không đẩy, chỉ cố gắng dồn những cái lượng nhân sự ở khu vực mid thôi. Vẫn bắn 3 mid, 1 B, 1 A. Bây giờ thì chuẩn bị vào B rồi này, sẽ là bắn retake từ bên phía Big, họ có kit. Do vậy họ có phép để có thể chơi được retake tình huống này. Smoke sẽ che đi JDC. Flash được pop và JDC đã mồm. Một quả smoke nó là đủ. Và bây giờ thì khu vực mid bắt đầu đẩy. Sẽ là một tình huống móc máy với rất đông nhân sự tại khu vực B main. Alex CB đang kê ngược trở lại. Nhưng Alex CB nhìn thấy một, nhìn thấy hai, nhìn thấy cả ba hay chưa đây? Alex CB bắt buộc phải có ít nhất một. Im đã ra để hỗ trợ cho người đồng đội của mình rồi. Đấu súng xảy ra, Im đổi một, Im thậm chí là đổi bốn luôn. Ngon luôn rồi, vẫn sẽ là vua lục từ bên phía Na'Vi thôi. Kit nó rơi tại khu vực B-man như này thì mai nhặt. Rồi, Im bây giờ chết. JDC, anh ta phải đối đầu với cả JL, Beat nữa. JL có cái mạng của JDC và Krimo bây giờ không biết phải làm gì. C4A thời gian tôi thì chạy đi xếp cho mình cái giáp 1 và JL anh ta còn muốn truy. Krimo, tôi xong thì tôi đã đủ tiền chơi như thế này thì khả năng là đi rất cao và đúng là như thế. Bây giờ thì đây rồi, một tình huống sẽ là liên hoan tại khu vực B-main. Nhưng lộ luôn người cầm quả flash thì lại là người chết, lại hỏng rồi. Quả flash thành ra không có tác dụng, định flash để đẩy khu vực nước, nước không có ai. Và nó sẽ là 2-0 cho Na'Vi thôi. Alexip cầm mắc 10 đi cực kỳ tự tin. Một đinh dành cho vị trí của Alexip. Sau, ngay sau đó là cái mạng của Brosus phải nằm. Bây giờ tới các thành viên của bên phía Big, họ đang mong chờ điều gì đây? Họ đang mong chờ là Dirt 2 được mang trở lại ngay bây giờ. My time has come. Nếu như Big và họ có được cho mình một kết quả có lợi ở trong cái giải đấu ESL Pro League Season thứ 19 này thì biết đâu đấy họ lại được xếp hạng hạt giống ở trong những cái giải đấu sau thì sao? JL cũng mắc 10, đang cố gắng truy lùng các thành viên bên phía bên kia. Một mình JDC không có cái gì để có thể xếp lại được cả. Không chỉ không cho đối phương thêm tiền, quyết định đó là quyết định của JDC. Nó khiến cho vị trí của Process anh ta hơi nguy hiểm. Nhưng theo thời gian thì các thành viên bên phía đội tuyển Na'Vi họ sẽ tiếp cận khu vực xe từ hai hướng, từ cả mid và từ cả khu vực A main. Trong xa thì Tapsen cũng với Krimbo không có một trái flash nào cả, chỉ có một lửa và một Neto. Như thế này thì làm sao cản bước được các thành viên bên phía tuyển Na'Vi đây? Mặc 10 đi trước Alexip, anh ta phải nằm và bây giờ Amen vẫn chưa vào. Flash đầu, flash được pop ra, Tapsen mù trắng quá. Nhưng không có những tình huống của Zota vào và may quá vì Krimbo đã xuất hiện. Và tiếp theo đó là Krimbo đổi một Sisson cũng có mạng của Im. Hai người còn lại bên phía tuyển Na'Vi bây giờ đổi được cho mình một mạng. Nhưng đối thủ thì vẫn còn hai và Wonderful là cái tên cuối cùng còn sống sót. Một khẩu Gali trên tay, vị trí của Sisson chạy rất xa. Một đối phương có C4 trên người đấy cũng không việc gì phải vội vàng cả. 37 giây quyết định đặt một trái C4 kín. Smoke cũng đã che đi hoàn toàn vị trí tầm nhìn ở trong khu vực A-Main. Và theo thời gian thì Sisson anh ta đi rồi. Đứng ở chia lâu cho nó cường bên JDC. Một khẩu M4 thì nó là uy lực hơn rất nhiều. Thậm chí là cái tơn đạn của anh chàng Wonderful bắn ra nó còn trả trúng được vị trí của JDC. Cũng phải dồi dào bởi vì mặc dù nó trước họ thắng họ mất đến tận là 4 súng. Bây giờ thì quắc chạy qua smoke mid luôn. Quá táo bạo tới từ vị trí của Tapsen cùng với Rock Grimbo. Mạng đổi mạng được diễn ra nhưng rõ ràng Big đang là những người có lợi thế hơn. Thì họ dám làm những điều giống như cái tên của họ vậy. Dám làm những điều lớn lao. Cứ toàn là pop flash đẩy qua smoke thôi. Và còn một mình JL còn sót lại. Jay Legend được đổi được một này. Nhưng quan trọng rằng có làm được nốt hai thành viên bên phía Big hay không. C4 đã rơi, nét là chất lượng tới từ JL. Nhưng cái quả smoke này thì tôi nghĩ là JL cần phải chờ. Quyết định là không chờ, đi qua luôn thì sẽ là án tử rồi. Hai đều dành cho bên phía của Big. Khả năng là hy vọng về cái việc đặt được C4 thôi. Chứ còn thắng thì tôi nghĩ nó là không thể. Lạt được pop nhưng sẽ chỉ có một mạng dành cho Big với khẩu PA50 Alex CB Glock thì thôi.
không thể làm được gì hơn. 3-2 thì cho các thành viên bên phía Big. 3B vẫn làm xem quá căng ở đây thì Tapsen có mạng cũng fit, không có bấm pitch vẫn tập trung. Ok, ngay lập tức là sẽ phải có thêm những cái áp lực được tạo vào trong khu vực xe đến từ bên phía đội tuyển Na'Vi. Tapsen đứng cương luôn này, thậm chí gọi thêm cả Crimbo ra nữa. Bắn cực kỳ bố đời đến từ bên phía đội tuyển Big. Trong khi đó thì bom xe à, có thêm Sersen về, nhưng Sersen với một khẩu ngắm kê camera thì vị trí của Alexip anh ta đã bò ngược trở lại pallet. Và đây là một tham minh mà đôi giày không ai kê lại. Ui, hai người luôn thấy hết luôn rồi. Đây rồi, vào B thôi anh em ơi. Ơ cái bắn hơi vội rồi, không có cái double kill tới từ Alexip. Có đấy mà Alexip chậm lại một nhịp bỏ người thế giới thì có lẽ nó đã là hai mạng rồi. Mick vẫn sẽ là những người có lợi thế về mặt quân số tại tình huống này. Và đó là dây eo nằm 4v2, Mick có kit và họ sẽ từ từ tiếp cận chung với nhau. Chắc chắn Tapsen với việc anh ta lộ thì anh ta sẽ ngồi kề, không có lý do gì Tapsen phải vội cả. Đồng đội vẫn còn nguyên mà double kill rồi và một mình im còn sót lại thôi. 20 máu lửa trả ra và nó vẫn sẽ là điểm chiến thắng dành cho các thành viên bên phía của Big. Một lửa chết con ếch, hai người đứng kẹp trong side platform ra, họ sẽ di chuyển vào side đến từ bên của Na'Vi. Nhưng ở đây Prozor anh ta chết chạy di chuyển đổi được một giây, Na'Vi lửa đốt di chuyển cũng chết chạy và Tapsen cũng thế luôn. 3B chỉ đổi được một phát dây eo, còn bắn ra được Sersen, người rotate trở về từ khu vực bom xe à. Crimbo đi xếp chứ còn gì nữa. Bây giờ thì chỉ biết hy vọng trong round sau thôi. Một bài đánh quá chuẩn chỉ và bài bản đến từ bên phía của Na'Vi. Còn Big họ đã bị những quả lửa của Na'Vi đẩy ra khỏi những góc đứng đẹp. Thậm chí hai người còn múa ở trong cột thì làm gì có chỗ mà đứng đây. Crimbo không xếp cho mình một khẩu súng nào. Này thì flat này, đó là tình huống bắn hơi vội của Tapsen và đó là Crimbo cũng chết. Cái setup 2 mid này ngồi im kê đi thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng họ lại là một tình huống muốn ép ra và ép ra ở khoảng timing nó không chính xác khi Na'Vi đã tiếp cận quá gần. Và thôi, round này hết rồi. Round sau thì sẽ là hết tiền tiếp theo tới từ bên phía Big thôi. 4 đều và rất có khả năng cao nó sẽ là con số 5 dành cho bên phía của Na'Vi. Hóa ra là pro player họ cũng như mình mà thôi. Họ cũng tiếc bom, họ cũng không ném, nhưng mà họ tay to hơn. Đó là sự khác biệt giữa tôi và các thành viên của bên phía đội tuyển Na'Vi. Thực ra thì từ nãy tới giờ bên phía của Big chúng ta có thể thấy là họ bắn, họ bỏ mid rất nhiều. Do vậy cái việc mà các thành viên bên phía Na'Vi họ muốn tiết kiệm cái lượng bom mình của mình để họ bỏ tại khu vực mid thì nó cũng là quyết định hoàn toàn dễ hiểu thôi. Ok, không thể đổi được double kill cho Prozor luôn. Có lút được với khẩu AK không? Có khả năng sẽ lút được. Còn một lửa, cái thận trả lửa ra khu vực cửa B luôn. Oh, tầm này 600 đô, tầm này lấy lo rồi. 600 đô đấy cũng khó. Không biết luôn, và thậm chí còn bỏ qua hai người. Từ ơi. Một thôi lỗ USP thôi, nhưng chỉ là một khẩu USP thôi. Dao. Không ai biết, không ai biết Sersen cả. Một dành cho Sersen, không được cái mạng thứ hai. USP thì khó để có thể đòi hỏi được gì nhiều tới từ vị trí của Sersen. Thì bom đã được đặt ở A rồi. Vẫn sẽ là điểm chiến thắng dành cho Na'Vi thôi. Không có cái gì bất ngờ được cả. Chỉ là bất ngờ là họ mất bao nhiêu súng mà thôi. Chứ còn round này là không thể thua. Rồi thậm chí còn không cho đối thủ nhặt AK. Crimbo lao ra định loot một cái điều, một định loot một cái gì đấy. Nhưng đối thủ thì đã nhanh chân hơn. JDC sẽ giữ lại cho mình cái giáp cùng khẩu M4 để round sau chơi. Còn Crimbo thì thôi, bắt được súng nào thì bắt, không bắt được thì thôi, cũng chả có một cái vấn đề gì quá lớn. Mà round sau thì sẽ là cơ hội dành cho bên phía đội tuyển Big. Thực ra thì cá nhân em thấy là người chơi của tựa game set này rất là dễ tính nhá. Theo thời gian thì các thành viên đội tuyển nào về hướng trái C4 của mình về khu vực bom tay B. Sơn thậm chí anh ta còn dẫm lửa để có thể đảm bảo rằng khu vực con này được clear. Những trái bom cứ thế mà dồn vào thôi. Alexis bắt đầu bò được vào mid rồi. Lúc nãy ta đã biết đối thủ họ thích chơi mid và bây giờ thì Alexip không được rồi, trái flat pop rất hay của Sersen. Alexip cũng chỉ biết đứng im chịu trận. Và theo thời gian 34 giây còn lại, set bài vào B đến từ bên phía của đội tuyển Big, à chính xác là bên phía đội tuyển Na'Vi. Nhưng có vượt qua được lớp phòng ngự mang tên ba người bên phía cây công đây. Prozor đổi một mid cũng có mạng của đối phương ngay lập tức, double kill cho bên phía của đội tuyển Na'Vi nhưng vẫn còn tới vị trí của JDC ở trong backside. Chỉ muốn được đặt xuống, JDC nằm im thở khẽ, anh ta cũng hết đồ rồi và chờ đợi những tiếng rotate trở về đến từ Sersen và người đồng đội.
Smoke tan đi và đó là thời điểm vị trí của JDC hạ gục được Wonderful và một mình im còn sót lại thôi. 1v3 JDC có kit. C4 đặt default không phải là một tình huống đặt C4 dành cho vị trí của im và im bắt buộc phải pick. Lên 5 dành cho bên phía của Big. Thực ra thì lên 5 bên phần City Side tại Anubis nó là ok rồi đấy. Số vốn đã là đủ rồi đấy. Phải đi A nhanh luôn ư. Đi A nhanh luôn tới từ bên phía Na'Vi ư. Rimbo nghe thấy rồi. Sẽ là trả lửa ra bắt buộc Na'Vi phải chậm lại nhưng AlexCB ở mid thì đã bị hạ gục mất rồi. Một lần muốn gây động tại A-Man để thu hút những người ở mid. Nhưng bên phía mid họ vẫn còn người ở mid. Bây giờ Smoke đã được dập đi quả lửa tại khu vực bom sai. JDC hạ gục được im 3v5 dành cho Na'Vi. Ý đồ đánh vào khu vực bom xe nhanh của họ từ hai đường đã bị phá sản rồi. Bởi vì hai đường thì một đường đã bị chết sạch. Chỉ còn một đường mà thôi. AlexCB anh ta bò mid lần thứ 100. Và đấy thì mới chỉ là lần thứ 90 anh ta bị hạ thôi. Rõ ràng Big họ cũng đã có một cái sự cẩn trọng nhất định. Sau khi táp xe anh ta hoa cải được đối thủ ở bên phía bên kia trong trận đấu trước. Đẩy mid luôn từ bên phía của Big này. Khá nhiều thông tin được trả về. Và đây thấy được chỏm đầu rồi. Beat ở đây không vượt qua được Tapsen. Và ta sẽ biết được rằng dưới chân cầu, dưới gầm cầu là có người. Wonderful cùng khẩu ốp của mình hết bom mìn. JL đứng đằng sau và chỉ có một chai smoke thôi. Đi đâu đấy hả Na'Vi ơi? Ngay lập tức JL bị ạ gục. Wonderful kéo ốp ra. Bắn lại đi được Procert. Nhưng đây phải là một cú ace clutch thì Wonderful mới giúp cho Na'Vi chặn tay được vào con số 6. Lần này có khi xếp cầu off còn khó chứ nói gì đến chuyện ace. Thời gian còn lại là quá ít dành cho Wonderful và bên phía Big bắt đầu tổ quay vây bắt rồi. Sẽ tìm cách triệt tiêu cái khẩu off này mà thôi, chắc chắn là như vậy. Lộ luôn rồi, quay phải nói là 720 độ chứ không phải 360 độ nữa. Anh rất giống với cả những đối thủ mà dạo này tôi hay bắn rank gặp. Không phải là một tình huống vào B luôn. Tại khu vực mid thì AlexCB đã chết. Và JL sẽ bò qua quả smoke này. Cái lượng máu thấp của JL nó đang là một con chim mồi. Đang là một con chim mồi tới từ JL để những người đồng đội của họ có thể tiếp cận vào khu vực bom xe. Có ai đoán được JL hay không? Chưa ai đoán được JL cả. Và tình huống di chuyển này JL bắt được bao nhiêu người đây? Ui thôi xong rồi. Sẽ là quay trở về B. Nhưng JDC vẫn còn ở đây để hứng. JL không có thông tin về điều này, bây giờ thì JL sẽ bắt được Procert. 3v3 cơ hội mở ra, C4 sẽ đặt kịp dành cho bên phía Na'Vi. Thế giới chưa kìa JL. Một CT, một tại khu vực Palace và một móc tại B-Main. Round cuối chắc chắn Big sẽ phải cứu. Họ có 3 cái kit. Nhưng người móc tại khu vực B-Main đó là Searson thì cần phải tăng tốc thôi. Quả C4 đã trôi được một nửa thời gian rồi. Tapsen đã có thông tin và JL nằm. Wonderful đổi cái mạng này thành công. Nhưng bây giờ thì quả C4 không còn quá nhiều thời gian. Đã có thông tin người cuối cùng ở đâu. Beat 1v2. Beat hạ gục được vị trí của Jason. Nhưng quả C4 nó vẫn sẽ nổ dành cho Na'Vi để kết thúc lượt phát up với tỷ số là 6 đều. Và bây giờ chúng ta hãy cùng tạm thời nghỉ ngơi trong ít phút trước khi quay trở lại với những diễn biến tiếp theo của lượt thi đấu second half. Ngay lập tức thì sẽ là một cái tín hiệu nhảy vào trong khu vực đó là Beacon từ bên phía của Big này. Wonderful chúng ta có cho mình những cái viên đạn trúng người của Searson. Im làm được một thì ngay lập tức cũng đã nằm và bây giờ Wonderful phải múa cột. JL về cover, JL làm được cái điểm mà cũng mang tên Tapsen. Beat bên phía kia cũng hạ được JDC và cái tên cuối cùng của Big còn sống sót đó là Procert. 1v3 và cơ hội của Procert ở đâu đây? Khi mà những viên Glock bây giờ mới chỉ dính được vào đầu của JL thôi. Còn Beat, còn AlexCB và bây giờ là double kill cho Procert. Có cái triple kill hay không đây? Thời gian còn lại là rất nhiều. C4 thì đang rơi nhưng Procert hình như là không quan tâm. Và cái triple kill dành cho Procert. Bây giờ quay trở lại với biến tại cao đấu second này. Bên phía đội tuyển Na'Vi một tình huống xếp hàng ở trong khu vực bom xe. AlexCB làm 2, C4 đã rời. Áp lực khu vực A-Man là vẫn có. Searson hoàn thành cái double kill với cổ mắc 10 chạy bắn. Và tiếp theo đó là cái triple kill. Các thành viên của Na'Vi thì họ hơi bị vui quá rồi. Cái tên cuối cùng nó là Im. Sai tham mình. Và đó là cái chết tại chỗ Im rồi. 4 outside, 1 beacon. Lửa bắt đầu trả flash đầu. AlexCB đang nấp. AlexCB có một rồi. Và tiếp theo đó không phải là cái double kill Wonderful. Cover là cực kỳ kịp thời. Double kill Wonderful. Triple kill Wonderful.
Bây giờ Waterfall mới nằm và Procer cũng không thể vượt qua được cái người đứng ở trong khu vực pallet của bên phía NaVi. Cũng muốn tiểu hỏi hết nhiều nhưng khi mà về đây bắn có những cái thành tích tốt, Waterfall bây giờ mồm máy các thứ cũng hoạt động phải nói là hiệu quả phết chứ đùa. Một tuần giặt mít từ bên phía Big và người nằm xuống đã là vị trí Procer rồi. Blast được pop ra nhưng nó vẫn là mạng về cho NaVi. Bây giờ thì Bit tình huống mà nhảy để né những đường đạn phải nói là quá dẻo tới từ Bit. Đôi chân pha lê à? Bây giờ Alex CB Tap Sen là phía bên này. Alex CB không vượt qua được Tap Sen. Những cái lượng đam mà Alex CB tạo ra cũng là một lượng đam khá lớn. Trong khu vực bóng xe còn một mình Im thôi và Im đang bị móc phía đằng sau lưng. Không biết là liệu bây giờ Im đã thấy lạnh sống lưng ngày chưa? Tam Minh à, Im vừa check lại một nhịp chưa thấy ai. Và bây giờ thì có ai cứu được Im hay không? Im đang bắt đầu di chuyển ra và nghe thấy rất nhiều thông tin rồi. Hứng được một tới từ Im. Nào, Tap Sen bây giờ mới móc ừ. Tap Sen móc thì móc xem lộ mất rồi. Và đó là double kill dành cho Im. Điểm chiến thắng thuộc về bên phía của NaVi. Không biết là nên đi A hay là nên đi B. Và khi quyết định được đưa ra đi B thì mọi thứ nó đã là quá muộn màng. Hết tiền. Bây giờ thì sẽ là một round chờ đợi vào sự tỏa sáng tới được Shearson với khẩu súng vịnh sổ. Ôi quả nết của Wonderful kìa. Nó phải nói là vào giữa háng Procert luôn. Một quả nết xin 30.000 và thậm chí là xin thêm cái mạng luôn. Tới từ vị trí của Wonderful. Chúng có giáp ăn quả nết. Phải nói là gãy người. Bây giờ thì Shearson đang là đầu tàu của Big tại round này. Bắt đầu bò vào khu vực Beacon nhưng bây giờ NaVi có 3B cơ. Có 3B và đó là Season không đổi được ai. Khẩu M4 dụng. Quimbo nhặt được về nhưng Quimbo thậm chí là còn không có giáp. Chưa có một cái tham minh nào để được bắn từ Quimbo đèn thế. Nào. Bò vào trong khu A-Main và Wonderful đang là một con kê trực diện. Wonderful bắn trượt và đó là gãy giò tới từ Wonderful luôn. Một tình huống cuốn kê không phải là góc default, góc đứng giữa đường để tạo sự đột biến tới từ bên phía Wonderful thì dính dây tắt đột tử. Khu vực bọc xà đang bị đánh động. Shearson bây giờ cắt lỗ tê vét được khẩu ọp thơm luôn. Ây dây, mua PA50 trong trường dự được bắn ọp. 5VS4. Bây giờ thì sẽ là những con giặt ra. Shearson có mạng của Bit. Và bây giờ thì dây eo đổi được một cái hết đạn cần phải sủi. Sủi được kịp hay không? Không sủi kịp tới từ dây eo. Tap Sen trời ơi. Già gì mà tay nó gần dữ vậy. Thôi, Im thì Im hơi lặng tiếng rồi lúc này đó. Lúc nãy anh có nghe là cái gì mà có đục phút bắn cho cửa 2 á. Rồi MP9 hơi ít bom mìn đến từ đội tuyển này. Và theo thời gian, Quimbo sao lại chơi cái trò mò qua smoke thế. Có đục phút ngay lập tức hạ gục. Khi anh ta trừng phạt sai lầm. Im bị trái nét để break vị trí đứng. Shearson có một TDC bắn hạ được Alex CB và đây sẽ là lúc mà thôi chết vì vậy. À không, 30 mà vẫn có thể chơi được kia khi gì bắn hạ đi được JDC. Sẽ muốn được đặt một trái sẽ muốn hướng về khu vực đó là outside cũng như là Beacon. Bên kia không có kit. Không có kit như thế này, thậm chí còn không có bom nữa thì thôi bỏ đi chứ còn gì nữa. Khả năng là thôi rồi. Trông là có vẻ là thôi rồi. Ồ, vẫn muốn chơi thì cần phải khẩn trương. Thôi, tầm này là thôi rồi. Không lùi được, ơ kìa. Hết thời gian mất rồi, Bit đổi được một trong sai thì vẫn còn một người. Đó là một đúng bắn lại được Procert, Bit có cái phải chạy, vẫn phải chạy thôi. Ôi giời ơi. Vẫn có thể hạ được cả 5 người đối phương nhưng không thắng. Một tình huống bắt bài. Nhưng Bit đã gục được Quimbo. Một tơn giạt mà Quimbo không kịp phản ứng luôn. Lợi thế nằm trong tay bên phía NaVi. Nhưng quan trọng là những người còn lại ở khu vực bom site B chỉ là hai khẩu lục. Alexi B có smoke có lửa. Chả kịp cái gì hay không đây. Procert đã vào tới khu vực bom site rồi. Nhưng Procert đổi được một. Procert đổi được hai. Bởi vì khẩu súng trên tay của Im nó quá yếu. Dây eo về cũng đã chết. Bây giờ thì Bit hết đạn rồi đen chưa. À, vết tay lại là một câu chuyện giống như rau trước đề ra vu à. Cũng là Wonderful với Bit trong thế 2 vết 3. Bây giờ Bit yếu máu hơn rồi. Bit
đã lộ ra một lửa trả và pha lết thì thôi. Quyết định luôn, quyết định luôn là không lưỡng lự nữa, không lưỡng lự nữa rồi. Một vụ bắn ốp không giáp với cả. Không lưỡng lự nữa rồi, bỏ luôn, bỏ luôn. Ốp không giáp luôn cho nó cẩn thận mà. 11 tới từ Bích. Và nếu như rào thi đấu sau Na'Vi mà để thua rồi mất hết súng thì nó sẽ là một kịch bản rất tệ dành cho các thành viên bên phía của Na'Vi. Thì hay không? Hơi khó anh Hải Long ạ. Hơi khó là 2-0. Tầm này em nghĩ nó phải là 2-1. Bắn như thế này. Đây là một cơn lên mid và AXCB đang pop sẵn quả flash rồi. JL ơi, JL đứng trả quả lửa. Thôi xong rồi. Một tình huống sai ra mình. Nhưng may mắn đang đứng về bên phía của Na'Vi. Khi các thành viên bên phía Bích có một tình huống giấy chờ. Process kịp hạ gục đi JL. Nhưng AXCB, người đứng hớ đầu tiên lại là người sống được. 4v4. Một tình huống ngũ hồn tới từ các thành viên bên phía Na'Vi. Tưởng chừng như pha sai timing đó là cả hai người ở mid chết chay rồi cơ. May mắn là chỉ có một người chết thôi. Kéo thời gian thì những người bóp cha sẽ phải đẩy ngược trở ra camera để có thể lấy thông tin. Alexis bị lửa đốt. Đây. Đốt 90 máu tới từ AXCB luôn mà. AXCB lại bị phân vân đây, không biết tiến hay lùi. Lùi lại thì lại mất thông tin, mà tiến lên thì sợ bị đối thủ bắn. Thì tự hủy từ AXCB rồi. Và bây giờ thì sẽ là 3 outside B. Một người limit không có connector đến từ bên phía của Big để có thể đánh vào khu vực bombside B. Cặp đôi im cùng với cả Wonderful đang đứng quay lưng lại với nhau. Để xem tình huống quay lưng lại với nhau như thế này. Im chết chay, Wonderful kéo ốp ra. Wonderful ơi, Wonderful bắn trượt với đạn của mình. Wonderful sẽ bị sớm băng. Wonderful chết mất rồi. Mọi người có một Alex Simin thì lại bắn lỗi. 6 máu chạy kiểu gì. Ui, thôi, người Mít nhiều ơi. Tiền nhất thì lại là người xếp được AK. Mít ơi. Thôi. Mít phải xếp. Mít ơi, Mít không thể mất khẩu AK này được. Mít phải giữ lại khẩu súng này để round thi đấu sau Na'Vi còn được giảm tải áp lực về mặt kinh tế. Massive, à đúng rồi, Massive ơi. Ship ngay Mít đến đây. Cho tôi con Mít à? Cho tôi con Mít. 12-9 là cho bên phía của Na'Vi. 3 cái map point cần phải cứu. Mít sẽ drop được 2 súng. Nhưng liệu rằng Bit có muốn drop off cho AXCB, à đồng, cho Wonderful này không? Flash trên cái bên khá cẩn thận. Bò lên mid. Bò lên mid và đó là một tình huống mà vị trí của JL. Popping swing à? Bóng sẽ B clear. Ôi, xong rồi, JL phải tỏa sáng. JL anh ta spam hết đạn của 14S. Và đây là lúc mà các thành viên bên phía Bích họ đặt cái C4 này xuống lấy cái gì ra để có thể cản được các thành viên bên phía Bích đây. Chẳng có một cái gì có thể cản được cả, nhưng vẫn phải retake với không một quả bom nào trên người. Hết rồi. Jason có mạng của Wonderful. Vị trí của JL vẫn đang quắc cái gì mà quắc ở tận khu vực spawn thế kia. Alo Massive ơi, anh cho tôi con tít. Cho tít. Luôn. Vẫn thế là cho luôn. JL. Bây giờ thì JL anh ta có hóa xuống Cucu cho chắc đã thắng. Một mạng là không thể cho JL. Vóc Bích có chiến thắng ngay trên chính mapping của mình.